Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 12. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhưng ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề sẽ hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước mặt khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông, đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái, trong những ngày lễ lớn, họ thường có thói quen ban những ân huệ, ban những ân xá cho kẻ này người nọ để họ cảm thấy hạnh phúc và an vui. Bài tin mừng hôm nay cũng kể lại câu chuyện về ngày đại lễ. Đó là ngày sinh nhật của vua Herode. Trong ngày đó, nhà vua cũng ban ân huệ cho người này, nhưng lại phạm tội ác tày đình đối với người kia. Nghĩa là nhà vua đã ra lệnh chặt đầu Gioan Tẩy Giả để biếu tặng cho Salome, là người con gái của Herodia. Trong khi đó, theo như lời Chúa Giêsu nói, Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri lớn nhất trong số các tiên tri. Chính ông đã giới thiệu cho các môn đệ đầu tiên của mình: Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa. Đồng thời, ông Gioan Tẩy Giả còn là người làm phép rửa cho Chúa Giêsu ở sông Giô-đan. Vậy mà vua Herode nghe theo lời xúi dục của nàng Herodia đã ra lệnh bắt giam Gioan Tẩy Giả, bởi vì ông đã dám tố cáo vua lấy nàng Herodia là vợ của người anh cùng cha khác mẹ của mình. Rồi nhân ngày lễ sinh nhật của nhà vua Herode, nàng Salome, đứa con riêng của Herodia, đã ra nhảy múa và nàng làm đẹp lòng nhà vua. Trong lúc cao hứng, nhà vua đã tuyên bố với Salome rằng: "Hễ cô xin gì, vua cũng ban cho." Vì lòng căm thù đối với Gioan Tẩy Giả, một người đã dám xen vào chuyện yêu đương bất chính của mình. Herodia xúi Salome xin vua ban cho cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Và tin mừng kể, khi nghe lời yêu cầu đó, nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước mặt khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Qua đó ta thấy vua Herode là một người thật yếu đuối và nhu nhược. Mặc dù ông không có muốn chém đầu Gioan Tẩy Giả, là một vị tiên tri mà ông kính trọng, nhưng vì sợ mất thể diện trước mặt thực khách, nhà vua đã nhẫn tâm phạm tội ác. Khi ra lệnh chặt đầu một vị tiên tri, sau này Phi-la-tô cũng vậy. Ông cũng là một con người nhu nhược, đã để cho mình bị lôi cuốn theo áp lực của người Do Thái. Mặc dầu ông xác tín Chúa Giêsu là một người vô tội, nhưng sợ người Do Thái phản ảnh lên hoàng đế khiến ông có thể mất chức, nên ông đành chấp nhận cho người ta đem Chúa Giêsu đi đóng đinh vào thập giá. Đây chính là tình trạng nghịch lý nơi con người. Thật đúng như Thánh Phaolô đã nói: "Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm."
cũng như trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc vì lợi lộc, vì thú vui chóng qua, vì hy vọng chóng tàn, chúng ta đã cả gan làm những hành vi đi ngược lại với tinh thần đạo đức mà Chúa Giêsu đã dạy. Vì vậy, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn biết tôn trọng các giáo huấn của Chúa và can đảm thi hành trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta lòng can đảm và trung thành với sự thật, dù có phải hy sinh chính mạng sống mình để giúp cho người khác đến với Chúa và tin nhận Chúa. Amen.